một người cao tuổi mất hơn 1 tỷ đồng sau khi nghe lệnh bắt qua điện thoại. Báo động tình trạng du khách ném đồ vào chuồng thú tại thảo cầm viên. Không khí ôn tập của các em học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022.